Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO trên VTV. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, ở hầu khắp các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta lại nghe nhiều về các vụ việc thương tâm liên quan đến đạo đức xã hội và nhân cách sống. Cũng chính vì lý do đó mà giáo dục triết lý sống, nhân cách sống và thái độ sống ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Hiện nay tại Việt Nam thì các tổ chức giáo dục bồi dưỡng kiến thức cũng như huấn luyện kỹ năng sống được mở ra ngày càng nhiều và chất lượng của các tổ chức này thì vấn đề càng được quan tâm hơn. Cũng chính vì lý do đó mà trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng nghe câu chuyện của CEO trong lĩnh vực giáo dục tư duy, kỹ năng và thái độ sống để hiểu hơn về câu chuyện khởi nghiệp, lập nghiệp của những CEO trong lĩnh vực này. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV và tôi là Hoàng Phi. Là anh cả trong gia đình có 4 anh em, dù sống giữa thủ đô nhưng cuộc sống khó khăn, anh Nguyễn Công Bình đã sớm phải mưu sinh. Nhờ nỗ lực trong học tập và chịu khó trau dồi ngoại ngữ, cơ duyên đến, năm 1999, anh được bảo lãnh và nhận làm tại Bosco, một công ty vận tải biển lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ. Bước ngoặt này đã làm thay đổi cuộc đời, anh nhanh chóng thăng tiến từ cấp nhân viên tới đảm nhận chức vụ giám đốc vùng của một công ty Nhật Bản chuyên về cung cấp máy móc thiết bị hàng hải của Nhật tại Việt Nam. Từ một người chật vật lo toan về tiền bạc, anh dần ổn định cuộc sống. Đến năm 2010, anh lập công ty riêng. Tài chính bắt đầu ổn định, anh dành thời gian đầu tư nhiều cho con trai đầu, lúc này đã 6 tuổi. Tự mày mò chương trình học cho trẻ em, anh Bình cho con tiếp xúc với toán trí tuệ và nhận thấy con mình rất có năng khiếu, anh quyết định mở trường học. Khởi đầu sự nghiệp CEO trong lĩnh vực giáo dục bằng việc mở trường dạy toán tư duy. Một thời gian anh nhận thấy chương trình sẽ khô khan nếu chỉ nói về con số. Anh lại đi tìm các môn học phát triển cá nhân. Trên con đường tự tìm kiếm chương trình và người dạy, anh đã sang Singapore theo học các chương trình của triệu phú Adam Khu. Ở đây, anh đã học được rất nhiều điều tuyệt vời để phát triển tư duy, mở rộng vùng an toàn và đã có ý định mang các chương trình của Adam Khu về phát triển tại Việt Nam, nhưng tài chính không có. Đúng lúc đó, một cơ duyên khác đến, anh đã gặp một nhà đầu tư muốn đóng góp cho xã hội thông qua giáo dục. Như hai ý tưởng lớn gặp nhau và ý tưởng của anh đã được thực hiện. Chuẩn bị 6 tháng, đến tháng 3 năm 2014, Adam Khu Education Việt Nam chính thức đi vào vận hành. Con đường khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của nhân vật CEO này sẽ được gửi đến quý vị trong phần trò chuyện ngay sau đây. Xin được chào anh Nguyễn Công Bình. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình diễn đàn CEO trên VITV. Xin chào Hoàng Phi, chào quý vị khán giả. Thưa anh, mở đầu câu chuyện ngày hôm nay thì sau khi tìm hiểu một vài thông tin về anh Bình, tôi có một ấn tượng rất đặc biệt với cái quá trình lập nghiệp của anh. Và hiện tại bây giờ với vai trò là một diễn giả, một CEO thì anh thích người khác gọi mình với cái danh xưng nào ạ? Tôi thì tâm đắc với vai trò người thầy, nhưng mà tôi không thích được gọi là diễn giả. Tôi thích được mọi người gọi tôi là doanh nhân gieo hạt. Lý do tại sao thì anh thích như thế ạ? Về diễn giả, tại sao mình lại không thích cái từ diễn giả? Không phải là không thích từ, mà đó là một trong những cái về nhận thức, về tư duy. Tất cả những người thầy trên thế giới mà mình mang về Việt Nam, đó là những người họ học, họ có kiến thức, họ thực hành, họ làm ra kết quả. Đó là điều khác biệt. Và cái mà chúng tôi định hướng mà chúng tôi mang về hoặc cách thức chúng tôi chọn chương trình, đó những người đó ngoài họ có kiến thức, họ phải làm thật, ra kết quả thật, thực hành thật. Một số những cái nó còn một chút bất cập, đó là nhiều người thì họ có kiến thức, họ đọc qua sách vở, tìm hiểu qua internet và họ mang kiến thức đó ra, họ dạy lại cho giới trẻ, họ dạy lại cho những con người, những học viên, thì cái tính ứng dụng, áp dụng nó không cao. Và thậm chí có nhiều cái nó bị lỗi thời. Cho nên đối với tôi thì đã dạy là phải làm, đã làm thì ra kết quả. Tất cả những cái điều từ ngày tôi trải nghiệm khởi nghiệp tới giờ này là tôi thích cái tính ứng dụng, làm thật, việc thật, người thật. Và đó là cái phương châm sống của tôi. Như vậy thì cái quá trình khởi nghiệp của anh thì như thế nào ạ? Đầu tiên tôi khởi nghiệp là tôi tôi có một cái doanh nghiệp của mình về thiết bị hàng hải, tôi kinh doanh các thiết bị về hàng hải. Và thực sự thì cái thời điểm đó thì tôi cũng phát triển khá là tốt. Tuy nhiên tôi lại tìm một cái phương pháp, tôi muốn tìm phương pháp để giáo dục được con của mình. Lúc tôi khởi nghiệp là năm 2012. Và
Lúc đó con tôi thì nó mới được 7-8 tuổi. Và tôi muốn tìm phương pháp độc đáo để phát triển con mình nó nhanh hơn. Và từ đó nghiệp nó dẫn, đúng không ạ? Tôi tiếp tục tôi theo đuổi. Từ trẻ em cho đến người lớn, cho đến các doanh nghiệp, nó không định vị ngay từ đầu mà quá trình nó dẫn dắt tôi. Và cái điểm độc đáo lớn nhất đó là tôi tìm cái giá trị bản thân mình ở trong đó. Thưa anh, một thông tin nữa chúng tôi được biết đó chính là hiện nay anh là CEO của cả ba công ty. Vậy cái quá trình thành lập nên ba công ty đó nó như thế nào ạ? Công ty đầu tiên của tôi thì nó không, hoàn toàn không liên quan đến giáo dục, về thiết bị hàng hải, dầu khí. Và cái giai đoạn đầu tiên của tôi là tôi làm đúng cái ngành nghề của mình. Nhưng thực sự đó lại tôi lại tìm ra đó lại không phải là đam mê của mình. Thực ra nó chỉ là vấn đề của kiếm tiền thôi. Và khi tôi theo đuổi cái ngành giáo dục thì trong tôi nó có một cái nó gọi là một cái đam mê nó trỗi dậy. Và cái doanh nghiệp thứ hai tôi thành lập đó chính là tôi mở Adamco Education. Đó là một cái duyên. Khi tôi tiếp cận, tôi muốn mang các chương trình giáo dục về để giúp cho người Việt Nam chúng ta thành công nhiều hơn, giúp cho con trẻ nó có phương pháp giáo dục tiên tiến hơn. Và đồng thời thì tôi lại rất là có duyên và tôi gặp được chị Lưu Thị Thanh Mẫu là chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc đó chị là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Phúc Khang. Chị cũng có ước mơ và có khát vọng giống như tôi, và thậm chí chị có cái trái tim rất nhân hậu và chị rất muốn đầu tư cho giáo dục. Thì chúng tôi cùng học cái khóa học của Adamco và chúng tôi vô tình lại cùng có cái ý tưởng đó. Và chúng tôi bàn nhau, chia sẻ, trao đổi. Và cuối cùng chị Lý Thị Thanh Mẫu quyết định là đầu tư cùng với tôi để thành lập lên Adamco Education Việt Nam, mang các chương trình giáo dục của Adamco về Việt Nam. Đó là công ty thứ hai. Công ty thứ ba thì sau 4 năm phát triển thì chúng tôi mới suy nghĩ là phải thành lập ra một cái công ty, một cái học viện của người Việt Nam. Chúng ta đang có một cái hành trình là mang những tinh túy nhất của các quốc gia trên thế giới về Việt Nam để giảng dạy. Nhưng mà tôi muốn có cái học viện của Việt Nam. Cho nên chúng tôi thành lập ra một cái học viện gọi là Học viện Sen Kim Cương Việt Nam, viết tắt là IDL. Và chị Mẫu cũng là chủ tịch và tôi cũng là CEO. Và đó là hành trình tôi thành lập ra ba doanh nghiệp. Vậy thì ở một cái công ty đó chính là niềm đam mê của anh. Một công ty khác nữa đó chính là về một lĩnh vực mà thiên về lợi nhuận nhiều hơn. Vậy thì cái việc mà điều hành của ba công ty này chắc chắn nó sẽ rất là khác nhau. Vậy thì anh đã làm cái công việc đó như thế nào ạ? Giai đoạn đầu á, thì khi mình điều hành cái công ty của cá nhân mình là công ty Công Bình thì nó có lợi nhuận nhưng mà mình lại thiếu cái tính hệ thống. Có nghĩa là mình không biết điều hành làm sao để cho nó tự chạy mà mình phải tham dự vào giải quyết sự vụ rất là nhiều. Thì khi thành lập công ty thứ hai thì có một phần cái mục đích là mình muốn tìm cái kỹ năng quản trị, tìm cái kiến thức điều hành doanh nghiệp từ Adamco. Bởi vì hệ thống của Adamco rất là tốt, Adamco Singapore. Và khi mình mang cái công ty thứ hai về là về lĩnh vực điều hành quản trị doanh nghiệp thì mình ứng dụng được cái kiến thức đó trong cái việc điều hành công ty Công Bình. Có nghĩa là mình xây dựng đủ 5 cái chức năng của công ty và 5 chức năng đó nó tự liên kết với nhau và nó chạy. Thì mình dành ít thời gian cho nó hơn và vẫn hiệu quả. Điều khiển bằng phần mềm, điều khiển bằng hệ thống thì mình ít phải quản lý. Và thời gian mình dành cho công ty Công Bình một tuần mình chỉ dành có 2 buổi sáng và nó tự chạy. Còn về công ty giáo dục, vì nó là niềm đam mê thì mình thích được tương tác, được tiếp xúc với con người. Cho nên mình dùng nhiều thời gian Adamco Education. Mình vừa học, vừa làm, vừa tìm hiểu những kiến thức và mình dành nhiều thời gian hơn. Ở cái công ty đầu tiên của anh thì do chính anh lập nên đúng không ạ? Và anh đầu tư tiền của mình vào đó luôn. Còn ở công ty thứ hai là anh rất là cái duyên, anh đã gặp một người có tâm huyết và mong muốn đầu tư vào lĩnh vực phát triển giáo dục ở Việt Nam. Như vậy thì anh có nghĩ là mình gặp may mắn trong cái quá trình thành lập doanh nghiệp, làm CEO của mình hay không? Với ý định ban đầu của tôi thì tôi cũng chỉ muốn mở một cái công ty về giáo dục nhỏ nhỏ để đóng góp một chút gì đó. Thực ra trước mắt là để cho phát triển con mình, phát triển bản thân và sau đó đóng góp một chút gì cho xã hội. Nhưng mà khi tôi gặp chị Mẫu thì được sự ủng hộ và sự đầu tư thì chúng tôi mở lớn hơn. Tuy nhiên nó không dễ như tôi tưởng. Hành trình đó nó thực sự là khó khăn. Đặc biệt trong giai đoạn 3 năm đầu, chúng tôi đầu tư rất nhiều. Và
lỗ rồi bận bịu rồi hàng loạt cái mà nó không như giấc mơ ban đầu của chúng tôi. Có những hành trình anh tưởng tượng là có những môn học, có những cái chương trình tôi phải bay hàng trăm ngàn cây số. Tôi bay từ đây qua châu Âu 16 đến 19 tiếng. Một hành trình như vậy là 1.000 cây số. Tôi bay 10 lần trong vòng 2 tháng để mang được chương trình về. Có những chương trình tôi phải bay đi Mỹ, đi Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan để tôi tìm hiểu chất lọc và tôi mang về. Có những chương trình tôi phải bay đi Úc. Tôi rất là may mắn khi đã không bỏ cuộc sớm. Bởi vì khi kinh doanh cái ngành của tôi thì tôi rất là hiểu về cái ngành của mình và tôi hiểu được cái thị trường. Nhưng giáo dục là một nghề hoàn toàn khác. Nó liên quan đến con người. Và con người đó là cái thứ mà chúng ta thực sự là cần phải rất nhiều thời gian để hiểu, mà đặc biệt về giáo dục. Giáo dục nó đòi hỏi chúng ta phải có một kỹ năng rất đặc biệt. Nói về những cái lần thất bại ở trong cái quá trình khởi nghiệp của mình, lập nghiệp của mình, thì có cái thất bại nào đó mà lớn nhất anh đã từng vấp phải hay không ạ? Thất bại lớn thì thực ra là chủ yếu là về mặt tài chính. Có nghĩa là tôi có cái công ty cũ và công ty công bình của tôi, và hiện giờ thì nó vẫn đang hoạt động. Thậm chí có nhiều khi tôi phải lấy cái lợi nhuận ở công ty đó để nuôi cho những cái ước mơ về giáo dục của mình. Bởi vì trong giáo dục thì chúng ta làm giáo dục thì nó không như các ngành hàng khác. Chúng ta không nói nhiều được đến lợi nhuận, tại vì giáo dục là một ngành rất là đặc trưng. Nhưng chi phí nó là hiện hữu. Chi phí mặt bằng, con người, quảng bá, làm sự kiện, tất cả mọi thứ chi phí nó rất là lớn. Mà chúng tôi không lường được. Cái thất bại là 3 năm liên tiếp chúng tôi lỗ lũy kế. Thậm chí đã từng có những lúc mình đặt câu hỏi có nên tiếp tục nữa hay không. Và một trong những cái, nếu chỉ nhìn về mặt tài chính thì lẽ ra lên đóng rồi. Nhưng mà vì nhìn về cái mặt giá trị, nhìn vào cái thực tế con người tôi đạt được, thì tôi có cái liềm tiếp tục vững tin vào những gì mình đang làm và tiếp tục. Cái con số cụ thể đó về mặt tài chính nó là bao nhiêu hay không ạ? 3 năm đầu chúng tôi đầu tư gần 3 triệu đô la. Và có những lúc dòng tiền bị âm. Và sau đó thì được sự ủng hộ rất là mạnh mẽ của chủ tịch, chị Mẫu. Chị nói cho tôi một cái, nó giúp cho tôi có động lực. Hãy tin vào những gì chúng ta làm. Trước sau gì mình cũng tới đích. Chúng ta hãy làm giáo dục giống như một sự đóng góp cho xã hội. Rồi mọi thứ nó sẽ tới sau. Và quả thật thì đến năm thứ tư, năm thứ năm thì chúng tôi phục hồi. Và dần dần thì nó cân bằng. Ở trong những cái giai đoạn mà mình gặp quá nhiều khó khăn như vậy, thì đã có lúc nào anh đã có ý định là mình bỏ cuộc? Nói thật với Hoàng Phi là có. Đã cũng có những thời điểm đã suy nghĩ đến nó. Bởi vì một trong những điều mà chúng tôi trăn trở, làm giáo dục giống như làm dâu trăm họ. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bởi vì tham dự những khóa học của chúng tôi, nó có rất nhiều tầng lớp. Từ trẻ em đến sinh viên, đến những người trưởng thành, đến những chủ doanh nghiệp. Và khen thì cũng rất là nhiều, nhưng mà chê thì cũng không thiếu, bởi vì nó không phù hợp với họ. Như nó có một cái giai đoạn là nó mình được gọi là hỗn loạn, và những thời điểm đó thì vô cùng stress. Thực ra nếu mà không có ước mơ lớn, không có tầm nhìn dài hạn, thì có lẽ nó đã đi được một ngã khác. Nhưng mà cũng rất là may mắn là anh đã vẫn trụ vững với nó và cho đến ngày hôm nay. Thì đó là một điều là tôi phải cảm ơn chủ tịch của mình cùng với cái đội ngũ cộng sự đắc lực của tôi. Có những người, rất nhiều người họ tiếp tục gắn bó với chúng tôi đến giờ này. Đó là cái niềm tự hào của tôi. Thưa anh, khi tìm hiểu một vài thông tin về anh Bình thì chúng tôi có biết được anh rất là quan tâm đến cái triết lý đó chính là nhân quả và sự cho đi. Và đến đây thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này. Vậy thì trước đây với những công việc anh đã từng làm trước khi mà đến với cái công việc là CEO trong lĩnh vực giáo dục, thì anh đã có cái quan niệm về sự cho đi, về nhân quả hay chưa? Hay là đến thời điểm mở ra lĩnh vực giáo dục thì anh mới có quan niệm như thế ạ? Thì lúc trước khi mình còn làm kinh doanh thì thực ra mình có một cái quan niệm cũng khá là trắc trở. Đó là thương trường như chiến trường. Đã kinh doanh thì phải có lời, đã kinh doanh thì phải tranh đấu, giành giật. Thậm chí ở một chừng mực nào đó thì phải có tính chiến đấu cao. Cái khái niệm về gieo hạt, về nhân quả nó chưa hình thành. Cho đến khi mình được tiếp cận năng đoạn kim cương thì mình mới hiểu đâu là nguyên nhân thực sự. Và lúc đó
thì mình mới biết được rằng là để thành công thì cần giúp đỡ người khác, cần gieo cái nhân để mình có được cái kết quả. Có nhiều người họ có cái khái niệm rất là sai lầm, đó là học giỏi, đầu tư tốt, chăm chỉ thì giàu có. Nhưng mà Hoàng Phi biết rằng có những người họ rất là chăm chỉ mà không giàu có. Ví dụ nếu mà chăm chỉ giàu có thì nông dân sẽ rất là giàu. Nếu mà những người mà có bằng cấp cao mà giàu có, vậy thì tất cả những người học vị cao họ đều giàu. Cho nên đó là một cái quan niệm nó chưa chính xác. Nó tổng hợp của nhiều yếu tố. Và khi mình hiểu được cái đó trên con đường làm giáo dục thì mình chia sẻ, mình truyền đạt, mình mang những người thầy để có được sự tổng hợp đó để giúp cho con người Việt Nam chúng ta thành công thực sự. Như vậy thì cái quả ngọt anh đã nhận được từ cái sự cho đi đó là gì ạ? Thì về triết lý nhân quả, khi mà mình được học thì con người có 5 cái mục tiêu trong cuộc sống. Và đến giờ này mình đạt được hầu hết 5 mục tiêu đó. Cấp độ thì nó sẽ cần nhiều hơn. Thứ nhất là mình thành công, 2 năm vừa rồi mình thành công rực rỡ về mặt tài chính. Thứ hai là mối quan hệ, những cái mối quan hệ với đồng nghiệp, người thân và cộng đồng. Thứ ba là về sức khỏe. Thứ tư là về cái sự bình an trong tâm hồn, cái sự thanh thản, cái giá trị mình cho đi, nó làm cho con người mình trở lên có được cái sự bình an. Và cái cuối cùng, cái mà Adam Khu Education, Học viện Sen Kim Cương Việt Nam hướng đến, đó là tạo giá trị cho xã hội, giúp ích cho cộng đồng. Đó là 5 mục tiêu mà hầu như cái triết lý này nó lan tỏa khắp thế giới. Kết quả từ sự cho đi là như thế. Và chúng tôi có biết nữa là anh tự nhận mình là người giàu có. Vậy thì cái giàu có ở đây là giàu có như thế nào ạ? Bởi vậy tôi phải xin đính chính là phải mở ngoặc cái chữ giàu có, đóng mở ngoặc. Giàu có thứ nhất, đó là tôi có những người thầy rất vĩ đại, hàng đầu ở trên thế giới về Việt Nam. Ví dụ triệu phú Adam Khu, đó là triệu phú một trong 25 triệu phú giàu nhất Singapore dưới 40 tuổi. Thứ hai là tôi có tiến sĩ tâm lý học Menis, người Anh. Ông ta là được mệnh danh là phù thủy về tâm lý học. Đó là người thầy thứ hai. Người thầy thứ ba của tôi là tiến sĩ Phật học Vishi Makaroch. Đây là một trong những người phương Tây hiếm hoi, người phương Tây duy nhất có được cái học vị này. Cái giàu có thứ hai của tôi, đó chính là tôi có được cái cộng đồng. Cái cộng đồng học viên, cái cộng đồng họ học, xong họ ứng dụng thật, họ làm thật ngoài đời. Họ cùng chung tay với nhau để làm tạo ra giá trị cho cuộc sống. Cộng đồng học viên của Adam Khu Education giờ gần 10.000 người. Cái giá trị thứ ba, đó chính là cái sự giàu có thứ ba, đó chính là kiến thức của bản thân tôi. Dự từ cái kiến thức đó, từ cái sự học hỏi đó, từ cái sự đam mê đó, tôi biến cái kiến thức đó trở thành những thành công cho cá nhân, cho gia đình, cho bạn bè, cho nhân viên của tôi. Và cái giàu có thứ tư, tôi có một lực lượng cộng sự vô cùng đắc lực, rất giỏi, rất nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực, cùng chung chí hướng với tôi và cùng xây dựng lên cái Adam Khu Education và mang lại lợi ích cho cái nền giáo dục Việt Nam. Và đó là lý do tại sao tôi nói là tôi là người giàu có. Và cũng chính cái sự giàu có về 5 cái điều anh chia sẻ như thế mà đã giúp anh có thể thành công trong cái việc làm một CEO của cả 3 công ty luôn ạ. Thưa anh, với việc là một diễn giả song hành với CEO thì anh tiếp xúc với rất nhiều anh chị doanh nhân khác tham gia vào những khóa học do doanh nghiệp của mình tổ chức. Vậy thì những cái khó khăn khi anh tiếp cận rồi mời được những người đó để họ đến với khóa học của mình thì nó ra làm sao? Đây là một câu hỏi rất là hay. Một trong những khó khăn trắc trở nhất mà đối với doanh nhân ấy, mà khi mời họ tham dự khóa học, đó là doanh nhân thì họ rất là cứng đầu, giống như tôi. Ngay từ lúc đầu mà tôi mời được tôi đi học rất khó, bởi vì cái tôi là lớn, tôi nghĩ tôi đủ rồi, tôi không cần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người Việt Nam chúng ta rất thông minh, rất chăm chỉ học hành. Nhưng mà như tôi nói ban đầu, cái phần mà kiên trì phía sau thì nó còn hơi hạn chế. Đặc biệt là chủ doanh nghiệp thì cái tôi họ lớn, nên họ có đôi khi họ không quan tâm nhiều lắm đến cái việc đó. Học xong rồi thì không thực hành, bỏ thì quên thôi. Điều thứ ba, đây là một điều mà qua quá trình làm nghề thì tôi phát hiện ra. Họ rất muốn cho nhân viên của họ đi học, nhưng mà họ thì không học. Nhiều chủ doanh nghiệp họ như vậy. Họ đầu tư tiền bạc công sức, có khi cử
tất cả đội ngũ manager, thậm chí cả nhân viên đi học, trả một số tiền khá là lớn. Nhưng mà những cái nhân viên đó họ đi học về đó, thì họ lại bị giới hạn bởi tư tưởng của người chủ. Chính họ không học thì họ lại không tiếp cận được kiến thức. Và khi nhân viên làm thì có khi họ lại không đồng tình với cái phương giải pháp đó. Và anh biết rồi, khi mà không được người chủ, những người đứng đầu đồng tình, thì hầu như nhân viên thời gian đầu thì họ còn hào hứng, họ thực hành, họ làm theo cái mô hình quản trị, phương pháp quản lý tiên tiến. Nhưng sau thì nó lại dập khuôn. Cho nên là cái khó khăn là chính nó nằm ở người chủ. Và cái cuối cùng thì đây là cái yếu tố văn hóa hết sức là lớn của người Việt Nam chúng ta. Cái gì mà muốn thành công nhanh, gọn, lẹ thì nó đòi hỏi, thực ra thì rất khó có phương pháp nào nó được như vậy. Nó có cái nhanh, nhưng mà nhanh không phải là nhanh về mặt phương pháp, mà họ yêu cầu là nhanh về mặt kết quả. Thực hiện chưa đủ, nhưng mà muốn kết quả đến ngay lập tức. Thì và họ đòi hỏi là chúng tôi phải chứng minh kết quả. Có nghĩa là đi học lập tức phải chứng minh cho tôi kết quả. Nói về những chủ doanh nghiệp, những CEO, thì hiện nay một cái phong trào rất là lớn ở Việt Nam, đó chính là phong trào khởi nghiệp. Có rất là nhiều doanh nghiệp startup đã được thành lập. Và anh là một người tiếp xúc với rất nhiều anh chị doanh nhân trong suốt những thời gian vừa qua rồi. Vậy thì anh có một cái nhận định như thế nào về cái tình hình những CEO ở Việt Nam chúng ta hiện nay, cũng như là thông qua một cái trường hợp cụ thể là những học viên đến với những khóa học của Adam Khu? Theo ý kiến cá nhân của tôi về doanh nghiệp khởi nghiệp, thì chúng ta không nên khởi nghiệp một cách ồ ạt, mà phải khởi nghiệp có định hướng. Có nghĩa là những chủ doanh nghiệp muốn khởi nghiệp cần phải có tầm nhìn xa, có ước mơ đủ lớn. Bởi vì đó chính là cái mà mình thu hút được cái nguồn lực, thu hút được nhà đầu tư, thu hút được nhân tài. Chúng ta tránh làm những cái vụn vặt nhỏ, thì khi như vậy chúng ta phát triển trong một giai đoạn rất là ngắn. Việc thứ hai, muốn khởi nghiệp được theo chúng tôi là cần phải có cái đam mê. Cái đam mê mình dám bỏ ăn, bỏ ngủ, đúng không? Hy sinh những cái cá nhân, hy sinh những cái trước mắt, hy sinh những cái ngắn hạn để thực hiện cái ước mơ của mình, thực hiện cái tầm nhìn của mình. Cái thứ ba, đây là bí quyết thành công, đặc biệt là trong các chương trình giáo dục chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều. Hãy tin tưởng vào đội ngũ của mình, hãy tin tưởng vào những con người đồng hành với bạn, hãy giao việc cho họ, hãy đồng hành cùng họ, hãy chấp nhận những sai lầm của họ, và họ cần có thời gian để họ hoàn thiện. Cho nên giai đoạn đầu nó sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng về lâu về dài bạn sẽ có đội ngũ đủ lớn để bạn tiếp tục con đường của mình. Và cái cuối cùng, cũng giống như tôi nói về triết lý nhân quả, doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta phải biết cho đi trước, phải biết giúp đỡ cộng đồng, phải giúp đỡ những doanh nghiệp khởi nghiệp giống mình. Chúng ta phải biết cùng nhau tập hợp lại những doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng ngành, cùng phát triển, sử dụng chung nguồn lực để tối ưu hóa, sử dụng các cái đòn bẩy để chúng ta cùng phát triển. Và cái yếu tố cho đi này, đây là một trong những cái bí quyết thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta đi một mình thì chúng ta có thể đi nhanh, nhưng không thể đi xa. Quả thật là rất tâm huyết với những gì mình đã đặt ra, và cũng như với một cái doanh nghiệp là đam mê của anh Bình trong suốt thời gian qua. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một vài ghi nhận của VITV về doanh nhân Nguyễn Công Bình cũng như doanh nghiệp của anh trong thời gian qua. Với sứ mệnh tạo ra giá trị cho cộng đồng, thời gian qua, Adam Khu Education Việt Nam với sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Công Bình đã mang nhiều chương trình có giá trị về Việt Nam để phát triển toàn diện cá nhân từ kỹ năng, tư duy và tâm hồn cho các học viên. Mỗi năm trực tiếp đào tạo hơn 20.000 lượt học viên, nhiều chương trình được giới doanh nhân đánh giá cao về sự hữu ích và thực tiễn. Có thể kể đến như chương trình Những Mô Thức Thành Công BOE, Năng Đoạn Kim Cương DCI. Những chương trình về kỹ năng sống và các chương trình thực tập hè cho các em thiếu nhi cũng được tổ chức thường xuyên và cung cấp nhiều kiến thức bổ ích. Ngoài ra, CEO Nguyễn Công Bình cũng xây dựng được một cộng đồng thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với việc tài trợ xây dựng 30 căn nhà tình thương và một cây cầu trong năm 2017 vừa qua, và hỗ trợ hàng trăm phần quà cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa và các cụ già neo đơn. Mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với CEO Nguyễn Công Bình trong diễn đàn CEO ngày hôm nay. Thưa anh, chúng ta trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay và tiếp tục với những câu chuyện mà anh đã vừa chia sẻ vừa rồi. Và với những chương trình mà anh Bình đã tốn rất nhiều thời gian và công sức đến tận những châu lục xa xôi để mang về Việt Nam với những chuyên gia nổi tiếng. Nhưng mà có một thực tế, đó chính là
thường những chương trình này chi phí khá cao và tiếp cận với những người ở có mức thu nhập cao. Vậy thì anh có trăn trở với cái điều này khi mà mang những chương trình đó về Việt Nam hay không ạ? À, thì đây chính là cái mục tiêu của doanh nghiệp. Thực ra đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm. À, mục tiêu của chúng tôi khi mà mang những chương trình về thì chúng tôi hướng đến đối tượng là doanh nhân, là chủ doanh nghiệp. Tại sao lại như vậy? Có những chương trình nó đòi hỏi, nó có một cái trình độ hoặc nhận thức nhất định. Và khi những cái người mà doanh nhân, chủ doanh nghiệp, họ tiếp cận được cái kiến thức này, được cái tư duy này, thì họ giúp đỡ được nhiều người, họ phát triển được doanh nghiệp của họ, họ giúp đỡ những cái tầng lớp ở dưới rộng. Có nghĩa là họ gián tiếp, họ tạo ra thành công của nhiều người khác nữa, chứ không chỉ có bản thân của họ. Và định hướng sắp tới của tôi muốn làm lớn hơn nữa. Đó là hiện giờ chúng tôi đã liên tục gửi những cái trainer tiềm năng, những cái diễn giả tiềm năng sang bên Mỹ để học tập. Hiện giờ Việt Nam chúng ta có 4 người tham dự chương trình để trở thành diễn giả, trở thành giảng viên của Năng Lượng Kim Cương. Chúng tôi liên tục học tập hàng năm. Chúng tôi sang bên đó học mang chương trình đó về, và tôi có ước vọng đó là lan tỏa chương trình đến nhiều tỉnh thành của Việt Nam, đến nhiều đối tượng của Việt Nam, kể cả những đối tượng sinh viên. Và tôi có kỳ vọng là làm điều đó miễn phí trong tương lai gần. Đó chính là cái mong ước, và nó để nó giải tỏa được cái trăn trở như Hoàng Phi vừa nói. Thưa anh, có một cái thực tế ở Việt Nam như thế này. Khi đi học thì người ta sẽ quan tâm điều đầu tiên cho đến bây giờ, đó chính là vấn đề học phí. Một doanh nghiệp chúng ta phải tính đến việc là lợi nhuận đó là làm sao, và để đi được đường dài thì anh đã cân đối cái việc này như thế nào để không có bị quá thiên về lợi nhuận, hoặc là quá thiên về việc mình sẽ đào tạo những chương trình mà nó ít lợi nhuận cho công ty của mình? Như tôi đã chia sẻ từ ban đầu, tôi thích được gọi là doanh nhân gieo hạt. Có những chương trình chúng tôi dành cho đối tượng có thu nhập cao, nhưng cũng có rất nhiều chương trình chúng tôi dành cho những người có thu nhập thấp, hoặc thậm chí chúng tôi làm những chương trình miễn phí. Và một trong những điều mà chúng tôi tâm đắc đó là khi chúng tôi làm, chúng tôi mang những cái tinh túy, mang những khóa học đến cho những người, kể cả chi phí thấp, nhưng đó là những khóa học. Nó không chỉ là những nội dung giới thiệu về khóa học, mà tôi trực tiếp dạy những khóa học đó, mang những cái kiến thức đó. Không có sự khác biệt giữa những người trả tiền nhiều và những người miễn phí. Cá nhân tôi là người đi dạy. Tôi dạy cho doanh nghiệp, tôi dạy cho cộng đồng doanh nhân, tôi dạy cho sinh viên, tôi dạy cho những người nhân viên rất bình thường, cũng cùng một kiến thức đó. Điều khác biệt lớn ở đây đó là hành trình tiếp theo. Đối với những người doanh nhân, những chủ doanh nghiệp, họ tiếp tục các cái hành trình đó, họ tiếp tục ứng dụng những cái đó vào doanh nghiệp của họ. Và chúng tôi có cái đội ngũ để giúp cho cái doanh nghiệp họ cùng phát triển. Và cái này chính là chúng ta hay nói, đó là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và cái tôi hướng đến, nó phải phù hợp với văn hóa con người Việt Nam. Nó không chỉ là giáo điều. Mọi thứ chúng ta hiểu được nguyên nhân của nguyên nhân thì chúng ta sẽ ứng xử với nhau tốt hơn. Và đây là một trong những cái triết lý mà bây giờ lan tỏa rất là xa. Và đặc biệt trong xã hội chúng ta sẽ thấy học sinh, trẻ em, điều chúng ta cần giáo dục đó là cái thái độ tư duy của đứa trẻ. Trước khi trở thành con, đứa con giỏi giang thì hãy trở thành con ngoan. Trước khi chúng ta thành tài thì hãy thành nhân trước. Chúng tôi hướng đến những cái giá trị truyền thống văn hóa, gìn giữ những cái đó của con người Việt Nam. Tôn sư trọng đạo, lá lành đùm lá rách. Đây là một trong những cái mà được sự ủng hộ rất rộng rãi từ chính phủ đến xã hội, đến phụ huynh, đến học viên. Không ai lại không muốn những cái giá trị này cả. Và ở đấy chúng ta không nói nhiều đến việc lợi nhuận. Khi cái chương trình mà tôi đang hiện giờ đang lan tỏa thì đó là một chương trình thiện nguyện. Có những chương trình chúng tôi vẫn kinh doanh. Đó là điều sống còn của doanh nghiệp. Nhưng nhiều chương trình chúng tôi làm mang tính thiện nguyện, lan tỏa những giá trị, giải quyết được một phần nào đó cái hiện trạng xã hội. Mà cái hiện trạng chúng ta đó là một chút gì đó, và cái đạo đức đang không được chú trọng phát triển. Và đây là cái điều mà chúng tôi làm, ứng dụng cái nhân quả để giáo dục cái thái độ từ trẻ em đến những người trưởng thành,
đến doanh nghiệp? Rất là tâm huyết, và chúng tôi nghĩ rằng với những cái đóng góp, những cống hiến và những khát vọng như thế thì những dự định của anh trong tương lai sẽ được thực hiện và thực hiện một cách tốt. Đến đây thì chúng tôi cũng cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình Diễn đàn CEO trên VTV tuần này, và kính chúc anh sẽ thật nhiều sức khỏe, được hành thực tốt doanh nghiệp của mình, và chúc cho Adamco Education Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn Hoàng Phi, cảm ơn quý vị khán giả. Xin kính chào. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn, và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.